Lễ cưới của Hee Eun Bin và Son Ye Jin thành tâm điểm showbiz. Hee Eun Bin và Son Ye Jin là cặp đôi kính tiếng bậc nhất showbiz, không bao giờ để lộ bất cứ khoảnh khắc tình tứ nào ngoài đời. Vào ngày 31 tháng 3 vừa qua, cặp đôi làm nổ tung mạng xã hội bằng một đám cưới ngọt ngào và hạnh phúc. Nhưng người hâm mộ rất tiếc nuối vì không được ngắm nhìn cận cảnh cô dâu, chú rể bởi tính chất của một hôn lễ riêng tư và bảo mật. Những hình ảnh lan truyền tuy mờ nhà, chất lượng thấp nhưng không hề làm che lấp vẻ đẹp và niềm hạnh phúc của cặp đôi. Từ khung cảnh cô dâu chú rể nắm tay nhau chuẩn bị bước đi tại lễ đường, khoảnh khắc trao nhẫn Hee Eun Bin ngỡ ngàng vì lấy được vợ đều làm mạng xã hội bùng nổ. Đặc biệt, cảnh chị đẹp khoác tay chồng, nếu sát không rời một giây khỏi Hee Eun Bin đủ khiến trái tim người hâm mộ rung rinh. Son Ye Jin đẹp tựa đàn thơ, ép bên chồng, không cần nhìn mặt, thì ai ai cũng có thể đoán được biểu cảm của cặp đôi chính là hạnh phúc rạng ngời. Chị đẹp đã gửi lời tuyên thệ tới ông xã bằng chất giọng không thể dịu dàng hơn. Chồng yêu à, xin chào anh. Cuối cùng cũng đến ngày cưới của chúng mình rồi phải không? Em vẫn chưa thể tin được. Hee Eun Bin cũng đáp lại lời vợ yêu bằng chất giọng từ tốn và trầm ấm. Từ lúc chúng ta mới quen biết, tìm hiểu nhau rồi tận hưởng từng giây phút bên nhau đều vô cùng hạnh phúc. Đôi ta đã cười rất nhiều. Anh vô cùng biết ơn và trân trọng những điều đẹp đẽ mà chúng ta được ban tặng. Sau khoảnh khắc nói lời tuyên thệ đầy cảm động, cặp đôi đã trao nhau nhẫn cưới và chính thức trở thành bạn đồng hành trăm năm. Hàng triệu người hâm mộ khắp nơi đều không khỏi xuýt xoa, ngưỡng mộ và ao ước có được tình yêu đẹp như cặp đôi. Đám cưới chỉ có 200 khách mời là người thân, bạn bè của cặp đôi tham dự. Chẳng mấy khi showbiz có sự kiện quy tụ gần hết những ngôi sao hạng A đình đám như thế này. Thậm chí mọi người còn so sánh đám cưới của Hee Eun Bin và Son Ye Jin với lễ trao giải Busan, nơi cũng có hàng loạt minh tinh, tài tử hàng đầu đến dự.